Siêu mày ơi, mày đâu rồi Siêu mày? Trời ơi, con nhỏ này đi đâu Siêu mày? Ba hồn bảy vía mày về đây. Trời ơi, trong nhà có chuyện mà kêu nó như vậy là chết rồi. Còn bà nó đâu rồi? Má của qua Mộc Lan đâu rồi bố bà? Cái gì tôi đây nè. Ông làm gì mà ông la làng như con nít đồ bú sữa vậy? Ta đang ở dưới bếp đôn đốc, ở dưới bếp nấu nướng lắc hồi nhà trai người ta qua có mà ăn. Thôi, không có nấu nếp gì, nấu gì hết trơn, không có dọn dẹp gì hết trơn. Tại sao vậy? Hư kết chuyện rồi. Tại sao? Không có ai qua tới đây để ăn uống hết trơn á. Bà không biết gì đâu. À, không. Bà mẹ của Hoa Mộc Lan mà bà không biết gì đâu phải không? Không, chuyện gì em nói tôi nghe coi. Trời đất ơi, con Hoa Mộc Lan nó đón đường của quan tuần thủ, nó đánh, trời nó đánh bầm con mắt. Trời ơi, bầm mắt. Ờ, loài trọng gì nè. Trời ơi. Cái tay loài ra loài cũng xương vậy nè. Trời ơi. Trời ơi, cẳng chân bị gãy hết. Rồi nó dùng cái ngọn cước mà tôi dạy nó để tự vệ đó. À. Ngọn cước của tôi dạy nó đó. Nó đá vô dùng cấm địa công tử. Nát hết, dập hết. Dùng cấm địa là ở đâu? Dập trời cái gì? Đây nè, dưới rúng bốn phân nè. Trời ơi, tôi chết rồi ông ơi. Cũng tại ông hết trơn. Tại tôi cái gì? Tôi đã nói với ông rồi, con gái đừng có dạy dỗ cho nó, rồi bây giờ cớ sự vậy thấy không? Ông thấy không? Ở trong nhà không nè, bữa nay đó nó bẻ tay đứa này, mai nó bẻ cẳng đứa kia, riết rồi tới trai nó sợ nó phải xin nghỉ việc hết. Nhà này chỉ còn có bà già với con gái thôi. Thôi, mà đừng có đổ thừa cho tôi. Cũng chính miệng bà nói với tôi nè, bà nói rằng trong nhà của mình đó, bây giờ không có con trai, chỉ có con gái, phải để cho nó tập luyện võ nghệ, nó múa mai tối ngày trong cho vui nhà vui cửa, phải không? Bà nhớ không? Thấy không? Bà có nhớ không? Bà để cho tôi thêm đứa con trai thì có đâu tôi mong ước u hoài. Nhà bên kia có bốn trai hai gái, thấy người ta đẻ mà ham. Ông cứ chê tôi sao không trách thân ông, mày bói coi ông mang số tuyệt vọng. Hãy kim coi ai đẻ như heo nay, cưới về để sản xuất con à đây. Ông ngon đi kiếm đi. Kiếm gì? Kiếm đi rồi về đẻ con trai cho ông. Còn tôi hả? Sao? Ông để mẹ con tôi đi về quê ra khỏi chướng con mắt của ông. Quê kìa, cái gì không, cái tự nhiên trong gia đình bàn chuyện với nhau, cái tự nhiên bà chảy à. Chảy gì? Bà, tự nhiên bà chảy nước mắt. Có lẽ bà dùng nước mắt thiền nguyên để làm nũng chí anh hùng phải không? Thôi đứng đi bà. Thôi mà, tôi thương bà thiệt mà bà. Tôi nói cho ông nghe. Thiệt mà. Ông nhắc lại á. Tôi còn giận ông em nữa đó. Tôi giận ông lắm rồi đó. Tôi nói thiệt cho ông biết vậy đó. Trời ơi. Ông nhớ không? Nhớ gì? Hồi ông lấy tôi đó. Sao? Ông mới làm huyện lĩnh ở Cao Trung à. Mà đêm nào cũng tiệc tùng, cũng nhậu nhẹt. Nửa đêm về tới nhà là say quắc cơn câu rồi. Ông cởi. Cởi gì? Ông cởi. Cởi gì nói đại đi, tôi có cởi. Ông cởi đôi dài ngón xong rồi đội con trai ở đâu con. Thôi nín đi, cho tôi xin lỗi bà. Cho tôi xin lỗi bà. Tôi nói bà nghe, cũng tại bà hết á. Bà nói với tôi rằng nghĩa là trong nhà mình không có con trai thì bây giờ có con gái, phải chi vợ chồng mình sinh ra được đứa con trai để nối dõi tông đường, để nó góp phần phụng sự quốc gia, phải không? Nhưng mà đằng này tôi lo lắng nơi biên thùy hiện nay, giặc biên xâm lấn đốt phá cửa nhà, chúng dân lành cơ khổ lầm than. Còn tôi đây, nay tôi đã già. Tòng chinh luật đều không thể kết dung, giặc phiên không phải là dễ ăn. Mộc Lan nó vẫn còn ngây thơ, nhưng con gái đã hết lòng, xin được giúp muôn dân thoát khỏi đau thương dẹp lũ xâm lăng. Nhưng
luật nước không cho phép. Sao bà lại cứ nói vậy hả? Vậy đó, ông không chịu thì ông đừng có thắc mắc, ông đừng có suy nghĩ, ông con nó à, ý của bà bây giờ muốn cho con qua Mộc Lan nhập ngũ tùng chinh phải không? Chứ còn gì nữa. Như vậy tôi ra hai điều kiện. Điều kiện sao? Điều kiện thứ nhất, nếu con qua Mộc Lan nó giả trai mà như thế nào mà tôi nhìn không ra đó, đó là điều kiện thứ nhất. Còn điều kiện thứ hai, nếu con qua Mộc Lan nó đánh thắng được tôi á thì sao? Ông cho nó đi tùng chinh nhập ngũ phải không? Đúng rồi, tôi sẽ cho nó đi tùng chinh nhập ngũ. Đại trưởng phu nói không có đổi lời nha. Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Ông ngồi đi, tôi rót nước. Được ông uống. Được rồi, tôi nói là tôi giữ lời mà. Đây. Dạ. Dạ dạ dạ. Trời ơi, cái gì mà dạ lớn quá vậy? Mỗi lần mày vô mày gặp tao cái mày dạ quá, làm tao giật mình, tim tao muốn lột ra ngoài. Cái chuyện gì vậy? Dạ, dạ bẩm ông, có một chàng thanh niên tự xưng là họ Cổ muốn xin vào để gặp mặt lão gia. Hắn còn nói là nếu mà lão gia không chịu gặp mặt hắn á, hắn nhất định không có về đó. Cái tên này giọng nói ngang tàng. Con ra đuổi hắn đi, nói ông bà về quê rồi, lâu lắm mới trở về. Đi. Khoan, đâu có được. Ông làm như vậy đó thì hàng xóm họ sẽ đồn là nhà họ qua mình hèn nhát. Ông đừng có quên rằng ông đã từng là thương kiếm vô địch toàn tỉnh. Bà nhắc tôi mới nhớ. Đúng rồi, tôi là một tay kiếm vô địch toàn tỉnh mà như vậy thì nó sẽ khi dễ ta. Đúng. À được rồi. Bà nên nhớ rằng mỗi lần tôi dẫn lên mà tôi đích là họ chạy hết. Giờ chị nói không nè. Mời vô con, ra mời. Dạ. Dạ, xin mời Cổ trác sĩ. Có mặt. À, dạ, tiểu sinh hồi Cổ, quê ở Sơn Đông, nghe đồn võ học từ Hoa Gia Trang nên tìm đến để học hỏi. Dạ, tiểu sinh xin ra mắt Hoa lão phu nhân và phu quân. Dạ. Cái giọng nói hơi quen. Chắc nhưng có lẽ là lão phu trí nhớ không còn minh mẫn lắm. Chắc có lẽ vậy. Cái gì? Chắc có lẽ vậy hả? Để lão phu nói. Dạ. Nhưng từ lâu rồi lão phu không động tới kiếm cung. Mời công tử đi nơi khác sẽ gặp nhiều anh hùng hảo hán. Ai chà, như vậy đúng là lời đồn rồi đó mà. Nhìn qua lão là biết qua lão hết xíu quách rồi. Thiệt là uổng công tao quá mà. Nè, công tử còn trẻ, nói năng cho trật tị tôn tư nhé, không nên nói bừa bãi. Mời. Nếu như mà qua lão sợ thua thì tôi cũng không dám ép làm cái gì. Chào. Đứng lại. Chắc lẽ nhà ngươi chưa thấy quan tài chưa đấu lễ. Để cho ngươi dài chiêu có biết tuyệt kỹ của kiếm hồn à. Xin hỏi đó đây ơi. Ông ơi nhúc trên đây nó chạy tới gần khổ. Bà ơi trời có sao không cha? Hả? Trời ơi, đúng trời ơi, qua Mộc Lan ơi. Trời ơi, mày đánh cha mày vậy qua Mộc Lan, mày đá vậy đó hả? Tại con sợ con thua nên con phải chơi cái đòn hiểm. Đòn hiểm là còn bà nữa. Tôi biết rồi, chính bà to rập với qua Mộc Lan để mà hạ tôi phải không bà? Thì ông nói với tôi, ông nói là nếu mà nó giả trai ông nhìn không ra và nó đánh thắng ông thì ông cho nó toại nguyện. Nhưng mà tôi đã nhất định. Cha. Nè. Ông hứa rồi đó hả? Mà ông nuốt lời ha? Thì bắt đầu từ tối nè, tôi sẽ xịt trong đây, tôi không chơi với ông nữa. Bà thôi mà. Trời, vợ chồng già ăn ở nhau tới giờ từng tuổi này rồi, bà không chơi với tôi thì bà chơi với ai? Dù sao tôi cũng đã nhất định. Cha. Ta đã quyết định rồi, cho Mộc Lan nhập ngũ tùng chinh.
Đọc quán chủ. Đọc chủ quán. Đọc quán chủ. Xin hỏi đại hạ cần gì? Chào chủ quán. Cho tại hạ xin hỏi thăm là từ sáng đến giờ có vị nghĩa huynh nào đến đây để mà xin tòng chinh nhập ngũ chưa vậy hả? Ta chưa thấy mạng nào hết. Vậy thì thật là may mắn, may mắn. Tại hạ sẽ ở đây chờ những vị đó đến đây. Nếu mà được thì xin cho tại hạ một phòng ngủ, một bàn ăn rượu thịt và một tô hủ tiếu mì. Tới ngài. Xin mời. Cảm ơn, cảm ơn. Thật là oi bức quá trời hôm nay. Cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều. Xin hỏi vị chủ quán này, chứ tại sao có một chiếc đũa vậy hả? Tại vì ta chỉ có một mắt. Tại hạ quên, tại hạ quên. Xin lỗi, xin lỗi. Xin mời tự nhiên. Mời. Ý có một mắt rồi muốn cho tăng một chiếc đũa là cho ăn à? Tiểu thư ơi, bố, tiểu thư. Tiểu thư, cái đầu của nhà ngươi á, bực mình quá à. Ở nhà ta là tiểu thư, nhưng ở đây nè, ta là công tử, biết chưa đó hả? Dạ, thưa cô. Dạ, dạ cậu. Dạ, dạ, lần sau em thật thận hơn chút xíu. Biết rồi. Dạ, nhưng mà tự cái râu này nó ngứa quá đi cậu ơi. Trời ơi. Chịu không nổi cậu ơi. Nhà ngươi ngứa còn đỡ à. Còn ta muốn chết luôn đi nè. Nói nhà ngươi lấy tóc làm râu cho ta, không chịu lấy là đi nhổ lông ngựa gắn ở đây. Hồi muốn chết luôn vậy nè. Nhà ngươi đi chết đi đó. Thì tự cậu muốn râu dài. Râu dài thì chỉ có lông ngựa nó mới dài thôi. Chứ còn nhỏ như em vậy, lông chó đủ rồi. Được rồi, bây giờ như vậy nè. Ta đã quá đói bụng rồi. Vậy ta đã quá mỏi chân rồi. Tìm thức ăn và giường ngủ cho ta lẹ lên đi đó mà. Dạ, em nhìn thấy có một cái độc lửa quán đây nè cậu. Bây giờ mình vô nghỉ chân nha cậu. Còn không mau. Dạ. Ây da, ây da. Mũi hả? Dạ. Tại sao nhà ngươi lại đứng nhìn trai mà một cách người là thẳng đơ như vậy chứ hả? Tại sao vậy? Dạ đâu có. Em nhìn tô mì coi có ngon không, đừng chút mình kêu. Đừng có nên láo tà nghe chưa. Bực mình quá nè. Còn đàn ông con trai. Coi cũng được quá đó chứ hả? Nhưng mà không được. Bởi vì ta đã là đàn ông rồi kia mà. Tiếp tục đi. Lẹ lên kêu chú quán ra cho ta đi mà. Dạ. Lẹ lên. Chủ quán đâu bơ, chủ quán. Cần gì? Không phải tôi. Hai cái thằng chà râu kia kìa. Xin hỏi quý khách cần gì? Cái gì la lớn ông sùm vậy hả? Trời ơi, kêu tưởng chủ quán mà tự nhiên sao có tướng cướp ra cậu ơi. Ba là chủ quán. Chủ quán đó, qua hỏi đi đây. Chủ quán. Cần gì? Ta muốn mướn một phòng và một bữa ăn cho đêm nay. Xin cáo lỗi, phòng trọ, bàn ghế ta đã hết rồi. À, trời đất ơi, sao kỳ cục quá vậy hả? Với nơi thâm sơn cùng cốc như thế này, bộ đông khách qua lại lắm sao mà hết phòng chứ hả? Chắc ngươi không biết, đây là độc lựu quán. Ở vùng này chỉ có độc nhất lựu quán. Quán này chỉ có một bàn, một phòng, một ghế, một tô, một ly và một chiếc đũa. Tại vì ta chỉ có một con mắt mà thôi. Cầm. Xin cứ tự nhiên. Mũi à? Dạ. Tôi chết rồi. Chả lẽ đêm nay tôi làm mồi ngon cho thú dữ trong rừng rậm này hay sao? Chứ bây giờ phải làm sao? Tôi run quá mũi à. Dạ em cũng không biết sao nữa. Chết rồi bây giờ làm sao nhờ? Xin lỗi gì huynh đại. Dạ. Xin lỗi vị huynh đài ở đây. Nếu như mà nhị vị không chấp nhất thì mời như vậy hãy cùng ngồi bàn của tôi ở đây để dùng bữa cho qua ngày hả? Được à, được à. Sau đó nếu quý vị có muốn nghỉ chân qua đêm nay thì tôi đã có mướn sẵn một phòng ở đây. Mời như vậy cùng với tôi ba anh em mình cùng chung nhau một phòng có được không vậy? Được quá, được quá, được quá. À, đây. Để ta đó mà. Cảm ơn huynh đại nhiều lắm đó mà. Không có gì, không có gì. Quả châu đêm sáng quá à, cho soi xíu coi.
Mặt cũng còn được lắm. Dạ dạ. Thưa huynh đài, cái vụ mà ăn uống thì hai đệ đây không bao giờ từ chối đâu. Đúng rồi, nhìn mặt như vậy huynh đài ở đây biết gì chị rất là ham ăn. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Còn cái chuyện mà ngủ nghề thì có lẽ là đệ phải tính sao đó mà. Ủa sao vậy? Vì vậy không ngủ à? Hèn chi ôm nhòm ôm nhách. Không sao, tối nay không ngủ thì chúng ta thức trắng đêm nay luôn cũng được. Đừng. Mời như vậy chúng ta hãy cùng vào bàn hả? Vô vô đệ, vô uống canh. Dạ. Uống canh đệ. Mời 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 mời. Đệ. Ê, trời ơi kỳ cục quá à. Nam là phải đề, phải nhường cho nữ chứ. Ồ. Nói vậy như vậy huynh đài đây có dắt thêm tiểu bụi nào theo à? Đâu có, tại ta thấy con thỏ cái kìa, thỏ cái nó chạy ngang đó, nữ đó, đó là nữ đó. Vì huynh đài đây thiệt là sáng mắt quá đi chứ hả. Nhưng con thỏ chạy ngang biết con thỏ đó là con thỏ cái rồi. Tại nhà ngươi không nhìn kỹ đó thôi kìa, coi thỏ cái kìa nó đeo hột xoàng ấy, biết ngay là thỏ cái liền thấy chưa. Còn nếu như con thỏ đực thì làm sao hả huynh đài hả? Chắc cái đó là huynh biết rành hơn đệ. Ô vậy à, tại hạ nhìn biết con thỏ bóng lấy cái nó làm sao nữa kìa. Sao vậy? Con thỏ bóng lấy cái nó chạy nó lắc dữ lắm. Anh em ta trên đường hàm nguyên quá, vui quá vui. Chẳng hay huynh đài đây ở đâu mà lỡ bước đến đây vậy hả? Huynh đài, huynh đài. Nhìn như vậy mà huynh đài không biết là chúng ta đi đâu à? Đi đâu vậy chứ hả? Đi quýnh giặc chứ còn đi đâu nữa? Đi đánh giặc. Nhọc ngũ tòng quân. Còn huynh đài, huynh đài đi đâu? Hai chị ở đây tướng ốc tiêu quá mà cũng còn ghi danh đi đánh giặc ha. Xin lỗi, ốc tiêu vậy nhưng mà vỏ đầy mình đó huynh đài à. Có nghĩa đây là những vị nghĩa huynh ở đây. Yeah. Tại hạ đang chờ các vị đến đây. Để làm chi? Để mà tại hạ có nhờ một chuyện đó mà. Như chuyện gì? Chẳng giấu gì hai vị huynh đài ở đây. Số là ở tại khu này có một thằng cướp nó tên là Béo Phì. Nó rất là dữ dằn. Đặc biệt cái thằng cướp này ngày hôm kia nó đã xông vào nhà của tại hạ để mà nó cướp của. Không phải, để mà nó dê. Cái tên cướp này rất là dê. Nói cho dì dị ở đây biết, cái tên cướp này nó xông vô nhà của tại hạ, sau đó nó đòi bắt cưới em gái của tại hạ. Dì dị ơi, em gái của tại hạ là một người con gái có nhan sắc khuynh thành đổ nước và là một người con gái độc nhất tại vùng này mà chẳng có chừa. Hả? Chừa có chồng. Ồ. Cho nên thật cái là... tên Béo Phì này một hai nó bắt cưới cho bằng được em gái của tại hạ để đem về làm áp trại phu nhân á. Thật là tội nghiệp cho một kiếp hồng nhan đó hả? Nếu mà có dì dị ở đây giúp sức thì ngày mai mời dì dị đây về tại Gia Trang để mà cùng tiếp tay với tại hạ bắt cho được tên Béo Phì này để mà giao cho chánh quyền đó hả? Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Thật là cảm ơn à. Mời, mời dùng, mời dùng bữa, mời dùng, mời dùng bữa. Uống canh, uống canh. Cái này là của huynh đài đó sao? Thì của tại hạ đó mà. Ô, thiệt ra đó là của chủ quán ở đây. Đúng là độc lữ quán đó mà. Mời, 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 chủ quán đâu? Chủ quán. Chủ quán đâu? Chủ quán. Cái gì? Không phải là bọn tại hạ đâu đó mà. Là cái cột tiếng lôi kia kìa. Chuyện gì? Chủ. Dạ, dạ, dạ thưa chủ quán, con đang cần cái phòng chủ quán có không, thu xếp cho con được không chủ quán? Xin cáo lỗi, phòng trọ ta đã hết. Ê, tại sao vậy hả? Tại vì đây là độc lữ quán, ở vùng này chỉ có độc nhất một quán. Quán này chỉ có một phòng, một bàn, một ghế, một tô, một ly và một chiếc đũa. Tại vì ta chỉ có một mắt. Không có gì, không có gì. Xin cứ coi nhẹ và xin cáo lỗi. Ấy không có sao. Trời ơi, cái này chắc phải chủ quán mà là chủ ngồi. Huynh đài. Huynh đài, nếu như mà huynh đài không có ngại ngùng á thì mời vô cùng chung với anh em chúng tôi đó mà. Dạ thưa phải, thưa phải. Dạ mời huynh đài vô cùng chung với tôi. Vì huynh đài này thiệt là có lòng hảo tâm quá. Mặc dù cái bàn này nó là của tôi. Hay lắm, hay lắm. Rất là khái, rất là khái. Hay, hay, hay. Vậy chẳng hay ba vị huynh đài đây là ai vậy? Dạ thưa đây là những vị nghĩa huynh đã ghi danh để mà đi chống lại giặc phiên đó mà. Dạ. Nhân ngũ tông quân một lòng vì nước vì dân. Hay, hay, rất hay. Vậy thì ta xin tự giới thiệu, ta là Lý Quảng, tướng quân
dưới trước hồng nguyên soái đang trên con đường đi tuyển mộ quân sĩ. Vậy hôm nay ba vị có thể chúng ta cùng nhau kết hợp thành anh em được không vậy? May mắn hay quá, thiệt là may mắn quá. Nhìn hay quá, sẵn có rượu đây thì chúng ta có thể uống rượu ăn mừng kết nghĩa tình anh em có được không? Hay quá, có ngài quản lý đây. Không phải là quản lý mà là lý quản. Lý quản. Dạ, có ngài lý quản đây thì mọi chuyện nhanh chóng hơn. Đúng rồi, chứ quản lý là đi quét nhà không à. Mời lý đại ca. Khoan, nhậu là phải có mồi. Ủa? Để lúc nào cũng sẵn sàng có mồi. Đây. Cái gì vậy? Đây, vô cùng đặc biệt. Xoài chua đó mà. Ủa? Cốc chua đó mà. Ủa? Me chua đó mà. Muối ớt cay đó mà. Đó. Sao mà toàn là đồ của phụ nữ thích không vậy chứ hả? Đúng vậy. Phụ nữ cái đầu của anh đó. Ủa? Sĩ đế mà nhậu với đồ chua này xót ruột thấy mẹ. Đàn bà nào mà chịu nổi, chỉ có đàn ông chúng ta mà thôi. Rồi đây, mượn ly rượu này kết tình huynh đệ. Đâu? Vô. Mời. Tôi Lý Quảng. Tôi Tạ Thiếu Tiền. Không, Tạ Thiếu Sinh. Tôi Hoa Mộng Lan. Còn tôi đây chính là Lý Mãi. Hôm nay ta nâng ly đàn ông con trai thật gì mà mềm xèo lủng le vậy hả? Con chuột mất tiêu rồi. Tối qua con chuột nó đi ngủ rồi. Qua hiền đệ đã xỉn rồi thì phải à? No, trời ơi, 100% đi, bi nhiêu thì bi mà tình thương mến thương chứ. Hay. Thôi đủ rồi, ngày mai chúng ta còn phải tòng quân nhập ngũ nữa. Đúng rồi. Đúng. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường về Hồng Nguyên Soái. Đúng, phải lên đường nhập ngũ tòng quân. Nếu mà các huynh đệ ở đây mệt rồi thì mời vào phòng của tại hạ để mà nghỉ ngơi một chút xíu. Được, xin mời. Nóng nực quá, vô nó cởi quần áo ra. Chừng cậu ơi, trời nóng quá, cởi đồ ra cái huynh đệ ơi. Vô phòng chúng ta rồi cởi đồ ra cho nó mát. Mời. Đỡ rồi. Bữa nay đi vô đây. Công nhận đệ chịu chơi thiệt á. Chịu chơi là bạn ngủ ha. Chịu chơi là chơi tới cùng luôn. Ngủ ơi. Y Tạ Sinh ơi, Tạ Sinh mướn phòng chi hà tiện vậy Tạ Sinh? Có một cái giường ai nằm ai ngồi hả? Thì tại vì quán này còn có một giường thôi đó mà. Ơi được rồi, để cho tại hạ sắp xếp cho. Lo đi. Bây giờ Lý đại ca nằm ở đây không? Rồi qua hiện đại ngủ chung với Lý đại ca đi. Ngủ chung với bạn hiền luôn chứ. Vô với ngủ bạn hiền bạn nhậu. Gì vậy? Gặp ma hả? Không phải. Tự nhiên ngập mặt Lý huynh cái để tỉnh rô. Nhận ra là không bao giờ có thể ngủ được chung với Lý đại huynh đó mà. Ngủ mà sao mà kỳ lạ vậy chứ? Là bởi vì mỗi lần mà để ngủ để hay đá nè, giật cù chỏ nè, lên gối nè, không ai ngủ chung được đó mà. Đúng rồi. Ta rất là sợ ngủ kế bên mấy cái người mà thô bạo vậy đó. Vậy thì thôi, xíu đệ ngủ chung với đại ca đi. Ca không được, không thể được. Sao vậy? Kỵ. Khắc. Người làm không được. Ơi, cái gì đâu kỵ chứ. Thôi đừng có nhường qua nhường lại. Thôi bây giờ như vậy ha. Bây giờ á, hai đứa mình lớn. Ừ. Mình ngủ dưới đất đi. Ừ. Nhường cái dáng này á,
hai con chủ lắc á. Tại vì ta thích ngủ cái bên người nào mà nằm yên thôi. À, vậy Lý Đại Ca khỏi lo. Để mà nằm xuống ngủ rồi là giống như là chết vậy. Không có nhúc nhích cục cửa một cái gì hết. Rồi, rồi. Mời Đại Ca. 1, 2, 3, ngủ. Mệt quá. Ngủ nha. Ngủ chứ đã, sáng mai ta dẫn về gặp Hồng Nguyên Soái ha. Ngủ này đã ghê ha. Dạ không phải, không phải. Dạ 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 thưa, dạ Lý Quỳnh ơi, không phải giặt đâu. Để ai? Dạ em. Tán tán. Dạ không phải. Dạ em nằm mơ, em ngủ em thấy con mũi, thành ra em đập con mũi. Chứ không phải là giặt tán lén mình đâu. Để muốn giết ta hả? Trời đất ơi, đập mũi người ta chỉ chừng chọn cái là mũi nó chết rồi. Dạ dạ. Trời ơi, tưởng đâu giặt vô tán lén ta. Dạ thường thường. Móc cái má ta. Trời ơi, chim bao chi mà tán mạnh dữ vậy? Hên là nãy đổi chỗ chứ thôi mà em như cái mền rồi. Đúng rồi đó. Thôi giờ ngủ nha. Dạ. Nằm xuống nha. Dạ. Rồi, thì cậu ngủ đi. Dạ, không có ngủ, không có nằm mơ nữa. Thôi giặt lúc rồi. Dạ. Không được. Nó nằm mơ tán cái là chết nữa. Mình khó ngủ ngồi. Mình nằm ngay cho nó là kết nát cái mặt rồi. Thông minh mà. Mở nằm ngủ kiểu này là ăn vào hết. Trời ơi, thì chết rồi, đệ ơi đệ. Chuyện gì vậy hả? Giết ta rồi đó nha. Lý Đại Ca, chuyện gì chứ hả? Trời đất ơi, ngủ chứ đệ, mà đệ vừa đạp vừa đánh vừa tán ta là gần chết luôn đó nha. Đừng có đâu, đệ chỉ nằm mơ thôi đó mà. Trời ơi, nằm mơ vậy đó hả? Kỳ vậy hả? Trời ơi, thôi được rồi, ta chuẩn bị đồ ăn sáng rồi, bây giờ các vị hãy mau ra ngoài ăn sáng đi. Mình còn lên đường nữa nha, lẹ lên đi nè. Lý Quỳnh à. Chuyện gì? Có lẽ Lý Quỳnh nên lên đường trước đi đó mà. Tại sao vậy hả? Bởi vì tôi đệ còn có một số chuyện phải giải quyết đó mà. Chuyện gì vậy hả? Thì chuyện của gia đình Tạ Sinh đó mà. Cái chuyện gì đó mà? Chuyện gì đó hả? Dạ tại vì Lý Đại Ca ở đây có nhiều chuyện nước quá cho nên bọn đệ đây không muốn làm phiền tới Lý Đại Ca thôi chứ hả? Đừng có nói vậy chứ, chuyện gì nó mau đi mà. Chuyện gì? Thiệt ra chuyện đó là như thế này đi nè. Thế nào? Đại Ca hãy nghe nha. Dùng em ở có một tên cướp, nó tên là Béo Phì. Thường thường xuống núi cướp bóc lương dân, hãm hiếp không thương tình. Tối bữa đó em nghe con chó sủa vang ngoài cổng rào. Nào ngờ thằng cướp nó phóng vô nhà em hét la ồn ào. Nó bắt em gái của anh ta xin phải ưng nó làm chồng. Hẹn ngày rằm tới trở vô tà gia đồng phòng rước dâu. Đồ ưng ăn cơm trong ngoài dưng pháp dám gây quà dân lạnh. Chiều này Lý Quang quyết chẳng dung tha cho nó theo ông bà. Nó tới số dám đi dòm ngó tới anh em bạn mình. Xíu mãi thề quyết thiếu nó đi cho rảnh bỏ khói còn về sớm. Quý qua hết sức các huynh đệ thương em cảm ơn vô cùng. Đồng tình kết nghĩa, sướng vui cùng chia, khổ nạn gánh chung. Dân
mời các huynh đệ đó mà vào nhà của tại hạ chơi đi chứ. Công nhận là nhà huynh quá khang trang đó mà. quá khen đi đó hả? Nhà mấy phòng vậy đó hả? 5 phòng ngủ, 2 phòng 8 rưỡi thôi đó mà. Quá rộng đó hả? Chỉ vừa đủ ngủ thôi chứ hả? Vậy chứ huynh mua lâu chưa đó hả? Ê, vừa tròn 5 tuổi thôi đó mà. Như vậy có nghĩa là bây giờ quá lời rồi đó mà. 100 mấy chục ngàn thôi đó. Chúc mừng. Cảm ơn. Nè, để nha, vừa phải thôi đó nha. Nhà 5 phòng ngủ thêm cái hồ bơi gì mà than khổ đó hả? Có cầu nhảy nữa kìa, vừa phải thôi đó nha. Lý huynh đừng có hiểu lầm quá, khen như vậy thì tội nghiệp cho đệ lắm đó ha. Đó không phải là cái hồ tắm đâu à. Vậy là cái hồ gì vậy hả? Đó là cái hồ nuôi cá tra của đệ thôi đó hả? Hay nè. Còn không bao giới thiệu em của đệ ra đi hả? À, đệ quên đó mà. Vô Ngọc. Dạ. Trời ơi, trời ơi, quá dễ thương đó nha. Thánh thoát vô cùng, các đệ có nghe thấy chưa hả? Dạ, giọng như là pha lê vỡ vậy đó mà. Sắc đẹp nhất vùng này đó chứ hả? Dạ, vậy thì đón cho em đón xem đi hả? Thấy cái tướng có dễ thương không đó hả? Đứng ở đây đi muội. Để huynh xin được giới thiệu với muội, đây là các bạn cùng kết nghĩa với huynh đó hả? Đây là Lý Tướng Quân Lý Quảng. Đứng bên kia là Hoa Hiền Đệ. Xin chào. Còn người có hàm râu cứt mũi đứng kế mũi đây, đó chính là Xíu Đệ. Xin chào. Còn đây là em gái của tại hạ, Dung Ngọc. Hân hạnh. Tiện nữ xin kính chào các huynh. Nè, để vừa phải thôi nha. Có tiền mua nhà mà không có tiền cho em trồng răng đó hả? Thì cần gì như vậy chứ. Tại sao? Như vậy vẫn là đẹp nhất vùng đó mà. Nhất vùng thì nhiều nhất vùng ngay mà. Tại vì vùng này chỉ có mình nói là con gái thôi đó hả? Thì ra là vậy đó hả? Anh hai, em không chịu đâu. Chuyện gì hả Dung muội? Tiểu thơ à. Chuyện gì? Đừng có lo quá mà. Anh em chúng tôi đều công nhận là tiểu thơ có một sức đẹp hết sức là ngộ ngộ đó mà. À, đúng vậy, ngộ ngộ đó mà. Quá khen. Anh hai, em chịu đâu anh hai. Chuyện gì mà không chịu chứ mùi? Bảo anh ơi, nói em xấu kìa. Nói xấu ngoài đau chứ. Ơi không, ngộ thôi. Người ta nói mùi là ngộ đó mà. Ngộ với lại xấu nó cũng khác nhau được một chút xíu chứ hả? Đúng chứ nhẽ được không? Đi vô trong kia nghe lời anh hai. Vô trong kia nấu cơm nấu nước đi chứ hả? Thôi bữa nay nhà anh hai có khách, cho em ở lại đi anh hai. Có khách đàn bà con gái tại sao không ở ngoài này mà có gặp đàn ông con trai là ở ngoài này. Thôi bà đừng gây lộn nữa mà, tôi coi như là để cho Dung Ngọc ở đây để mà chúng ta cùng giao bàn bạc được không hả? Nếu mà Lý huynh cho phép á thì anh em tại hạ không có thể nào chối từ được mà. Cảm ơn. Không có gì được khách sáo mà. Thôi bây giờ chúng ta bắt đầu vào cuộc hội họp đi nha. Đúng vậy. Mời các bạn. Như thế này. Ai vậy hả? Dung Ngọc. Mày phải không? Ngày hôm qua mày ăn mít nè. Em đâu có ăn mít đâu. Vậy chứ mày ăn gì? Hồng mít. Đâu. Còn tổ chạy. Xin lỗi các anh em ở đây, cái mùi mà nó nghe nó quen, chưa quen chứ từ từ nó quen. Không có gì, đừng có sao. Mùi đi vô trong kia. Em chịu rồi. Làm mất mặt huynh hết trơn trời. Đi vô. Ở đây đi. Đi vô trong kia đó hả? Làm xấu huynh quá đó mà. Đi vô trong kia đi chứ hả? Xong rồi. Bây giờ tao thông cảm với cuộc đời của mình hả? Để chịu hồi nhỏ tới lớn như vậy quen rồi. Các huynh à, bây giờ môi trường nó được sạch sẽ rồi nè, chúng ta cùng bàn kế đó mà. Xin mời Hoa Hiền Đệ. Và bây giờ để đây xin dâng một cái hàng kế nó là như thế này nè. Đến ta giá giờ nhận lễ tương tự, rồi dùng đủ thuốc cho nó phê cả.
ăn no dễ như cua rang gừng. Chúng ta đến cái trang quê mùa kèo chúng nghi nàng xe tan bánh tiêu tụng. Kể đi. Như vậy có nghĩa là chúng ta phải cải trang đó mà. Đúng rồi, cải trang như thế nào? Mời vô đi. Tụi nó tới, chuẩn bị nha. Đại ca, đại ca. Đón chào đại dương. Đón chào đại. Ê, bà bị... Một đại dương là tao muốn chết rồi. Đại đại dương làm sao tao dương cho nổi. Cho đúng không? Dạ đại dương đừng có giận quá. Ý nói đại đại dương có nghĩa là đại dương đây lớn gấp đôi những đại dương khác à. Khỏi kia, cho rước dâu đi. Dạ. Cô dâu đâu? Dạ mời đại dương hưởng dụng à. Hey. Này là anh trai hay gái? Dạ bà bóng. Sukuyuwa Kuyuto Uyu Ura. Nó nói gì? Dạ nó người Nhật. Dạ. Vậy hả? Thành ra nó nói tiếng Phù Tang á. Phù Tang? Dạ. Người giải thích coi. Dạ nói gì vậy? Sukuyuwa. Sukuyuwa. Sukuyuwa có nghĩa là đón chào đại dương. Dạ. Kuyuto. Kuyuto. Kuyuto có nghĩa nói là đại dương đây thiệt là bự lắm. Dạ. Tại ta nghe có gì to to trong. Dạ thưa đúng mà. Tiếp tục. Muyo. Uja. Muyo. Uja. Muyo uống nước trà có nghĩa là đại dương ngồi xích vô uống nước trà. Hey. À được rồi. Hey. Dạ. Sukuyuwa. Kuyuto. Kuyu. Biết rồi. Xếp vô uống nước trà chứ. Hey. Vậy nó hoài. Hey. Sukuyuwa. Hey. Thầy biết nói tiếng Việt không? Biết. Hồi nãy giờ không nói. Dạ không có. Dạ tại vì nó là người Nhật mà lai. Lai gì? Dạ ba má nó Việt Nam, anh nó Nhật. Hey. Lai ngộ hả? Dạ. Sukuyuwa. Kuyuto. À biết rồi, uống nước trà gì? Để ta chơi nguyên bình luôn cho đã. Ngon không đại dương? Rồi, cho rước dâu. Dạ, rước dâu. Tới liền đây. Nóng hổi đây. Nè. Dạ, đó là bà Mai đó. Bà Mai? Dạ, bà Mai. Ủa rồi bà này người nước nào mà sao bệnh mặt hết trình? Dạ, người của nước em á. Khi chưa có chồng á thì cái gì cũng thấy tuần luộc hết á. Nhưng mà cái miệng thì không có được thấy. Dạ, cái miệng dạ quý hơn cái người. Dạ, trẻ cái gì cũng cho thấy. Dạ. Trừ cái miệng không cho thấy. Dạ. À, cô dâu đâu bà Mai? Cho nước dạ, dâu. Dạ, tới liền. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây đại dương ơi. Người nói cái gì vừa thổi vừa ăn? Dạ, cô dâu nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây. Cô dâu mình làm như phở. Tới liền, cô dâu nóng hổi đây. Tới liền. Của ai là cô dâu? Dạ, cái này cô dâu. Dạ, còn cái này là phù là... dâu. Phù dâu? Dạ. Có phù dâu vậy mà ta tưởng là vừa được tô mỡ và vừa được tô hủ tiếu. Ủa mà sao phù dâu lại bình mặt cũng rất chịch vậy? Dạ, tự bị phù mỏ. À vậy đó. Dạ. À được rồi, cho ta rước dâu. À, dạ khoan. Tân Lan và Tân Gia Nhân á là phải bái tổ tiên trước. À, tổ tiên đông không vậy? Dạ, chừng vài trăm người à. Vậy là lại tới sáng. Ôi, lẹ canh ngủ đi. Dạ, chuẩn bị nha. Nhất bái, nhị bái, tam bái. Là lớn chi cho ho vậy mẹ? Xong chưa? Dạ chưa. Còn phú thế gia. À,
phu thê giao cho ta được rồi. Ê, vợ bái. Ê, bái 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 mọi người, tao bái vô miệng bây giờ. Ở, tránh ra đi để ta bái được rồi. Rước dâu. Ủa sao mà cô dâu có râu? Cô dâu nóng hổi gì thổi gì ăn đó mà. À, Dung Ngọc đây mà. À, ngươi là giả mạo. Anh hai. Quỳnh ơi, Quỳnh ơi. Giả, giả mạo ta hả? Giết hết mày được. Anh hai. Quỳnh ơi, giả mạo. Quỳnh ơi, Quỳnh ơi. Quỳnh ơi. Dung Ngọc xỉu, Dung Ngọc xỉu. Khiến tâm đi, khiến tâm đi. Nhanh lên, khiến tâm trong phòng á. Nhanh lên. Đóng rồi, đóng rồi. Nãy ngươi cho tao uống cái gì? Vail ra. Sáu viên. Còn có tao một viên là đủ. Cho uống chi tới 60 viên. Bây giờ nó cứng hết toàn thân này nè, thấy không? Vậy mới đủ chứ. Phải đâu? Khiên ta về. Quay lại. Xích lại chút. Người nhớ nha. Giảm thuốc rồi ta sẽ trở lại. Rút lui. Mấy năm nữa mới giảm lần con, đừng có hầm. Đạo huynh thắng trận rồi. Rồi. Yeah. 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 Ủa, Dung Mũi đâu? Dung Mũi. Dung Mũi. Để nè, qua để à. Ta thấy có gì đâu mà từ chối chứ hả? Bây giờ cô ta xuống răng bất quá trồng cô ta cái răng là xong rồi đó mà. Tại suy nghĩ. Để có nhiều chuyện phải đắn đo suy nghĩ. Chuyện đến quá bất ngờ, biểu để nhận thì nhận làm sao. Nhưng Dung Ngọc em tôi, nó đã thương đệ quá rồi à. Không được toại nguyện, nó thề quy y cửa Phật. Thật vô lý, giúp bạn bè gặp nguy, tự nhiên mang ách cái ách giữa đàn, đổ tội cho mình còn bắt cưới người ta. Nào ai có bắt buộc gì để đâu, ta xin nó quá thương em của mình, nên mong rằng để suy nghĩ lại. Cũng tại mấy Quỳnh hết trơn hết trời đó à. Tại sao vậy hả? Tự nhiên cái bữa đó tên kia béo phì đó mà, hắn làm lung tung lang tan hết trơn á. Rồi Tiểu Ngọc đó xỉu với tay đệ nè, không ai chịu ẩm hết trơn đó mà, bắt đệ ẩm đó mà. Lúc đó đâu có biết thế nào là trai, thế nào là gái, thế nào là nam nữ thỏ thỏ bất tương thân đó mà. Trời ơi, bưng vô phòng nặng chết mẹ không ai ghen mà bây giờ còn bắt cưới đó mà. Tôi đi qua để à, anh em tại hạ đâu có bắt đền qua để đâu chứ hả? Đúng rồi, con trai vào khóc gì kia vậy hả? Tại sao vậy? Thì tức quá mới khóc chứ sao. Nhưng mà để nói là bây giờ nè sao bây giờ ta hỏi đệ nè, có lý do gì mà không thể lấy được Dung Ngọc chứ hả? Chỉ cho tôi đi, cái chỗ nào không thể lấy được đâu? Chỉ đi, chỗ nào mà không thể lấy được đâu hả? Cái chỗ khó khăn ở đây là Hoa huynh không thể cưới vợ khi xưa có chữ đồng ý của cha mẹ. Hay quá,
đệ, tiểu đệ quá hay quá hay. Dạ, đệ đây sẽ không bao giờ dám làm đám cưới nếu như chưa có sự đồng ý của cha mẹ đó mà. Đó anh ơi, anh ơi thấy chưa anh ơi, chưa gì hết qua huynh chạy làng rồi kìa. Trời ơi, có làm gì đâu. Hả, tính chạy làng phải không? Đâu làm gì đâu mà đòi chạy làng. Tại qua huynh hết trơn á. Sao tại tôi? Không thương tôi thì nói đại đi. Hả? Ngăn cản bài bô tính kế tùm lum hết trơn á. Biết vậy tôi chịu đại lên tướng beo phì cho rồi đi. Lâu lâu có người hỏi cưới mà ngừng chết mà đằng này á. Tại vì tôi thương qua huynh, tôi không chịu tin tức cứ bao phiền. Bây giờ ông huynh không cưới em anh ai à. Bây giờ em xuống tóc em đi tu vô rồi đi anh ai ơi. Nên đừng khóc xuống mắt rồi mày cho mày gây gãy hết răng bây giờ á. Thôi được rồi, cái chuyện này cũng có lỗi anh hai trong này. Anh hai mời mấy huynh đệ ở đây về cứu giúp mà ai ngờ đâu xảy ra cái chuyện này. Thôi bây giờ như vậy thôi, đi em nghĩ là đó, Hoa huynh cứ nhận đại Dung Ngọc đi cho vui vẻ cả làng, rồi về nhà mình bấm báo với ông bà rồi tính sao. Đúng, rất hay đó hả? Được rồi, sao Tạ huynh? Khoan đã Lý huynh à. Chuyện gì? Thôi thì bây giờ như vậy nha, nếu như mà tiểu thơ đó có lòng chờ đợi á thì hãy cứ chờ đợi đi đó mà. Bởi vì đệ đây là phận trai, phải lo việc nước đó mà. Sau khi dẹp xong giặc phiên rồi đó, có lẽ chúng ta về sẽ tính chuyện tương lai đó mà. hay lắm sao Tạ huynh? Nếu mà Hòa Hiền đệ thấy như vậy thì không biết Dung Ngọc em nghĩ gì sao hả? Em sẵn sàng đóng cửa khuê phòng chờ đợi tin các anh. Em khỏi cần đóng cửa khuê phòng, em mở cửa tan quan cũng không có thằng nào dám vô hết đó mà. Đúng vậy. Được rồi, ta nghĩ là bây giờ qua bá phụ và bá mẫu nghe được tin này chắc là vui mừng lắm đó nha. Đúng bây giờ thời vậy. Gian không còn dài nữa, bây giờ chúng ta hãy mau từ giã lên đường đi. Tạm biệt. Xin tạm biệt. Chạy cho lẹ. Vương Vũ ở nhà bảo trọng. Anh hai bảo trọng. Ê, chờ ta với. Anh hai đi đường mạnh giỏi anh hai. Huynh không còn manh giác mà thấy không? Bây giờ tụi nó tới kìa. Tụi mấy con hả? Lên tại đây. Bắn nó luôn nè, bắn nó nha, cảnh nó chết nè, nó chạy kìa, đó, thằng đó, ừ, yeah, đúng rồi, Quỳnh ơi, ở đây, Quỳnh ơi, chắc có lẽ tụi mình có nội gián, có ai trong lều bắn lén ra, chúng bắt đạ đi nè, chết rồi, để tao lấy ra anh nha, dỡ lên, bây giờ. Mau, khiên vô liều. Nhất quá. Để ta cởi áo ra, ta xoa quá mới được. Không được cởi áo đâu đó mà. Thôi rồi, đang ngồi đây, nghỉ mệt chút xíu cũng được, đừng cởi áo nè. Đến, mọi người làm cái gì mà khóc quá trời vậy đó hả? Tiểu chủ bị thương, em lo gần chết à. Ta chưa chết đâu đó mà. Nè, đàn ông con trai hỏi cái khóc. Nè, ta đây. Vụ gì? Ta thấy cái mũi tên này nọc độc nó ghê lắm nha. Sao quên biết vậy? Rất là nguy hiểm. Tại sao biết? Bắn trúng nai dây. Mà độc nó chạy vòng. Nó dồn lại, nó xưng nguyên cục ở chính giữa nè. Chết cha như vậy là thịt của ba huynh đệ độc quá rồi. Để ta cởi áo ra coi. Để ta cởi ra coi cho mà. Đi đường vậy hả? Ủa? Nè. Sao tự nhiên chạy vậy? Ủa gì kỳ vậy? Không lẽ bóng. Ủa? Mộc đệ. Thôi thôi, mình vừa thắng trận mà, ta sẽ mặc bã bùng bã vậy? Huynh à,
Mình sắp sửa phải chia tay Mạnh Ai về nhà đó rồi, bởi vì giặt giả đã tan tành hết rồi. Ừ. Tự nhiên cái đệ đọc Lương Sơn Bá đó, đệ buồn quá trời quá đất à. Ê, chị không ngờ đệ nha. Giờ phút này mà cậu đọc Lương Sơn Bá chút bên đài đó. Cảm động lắm á. Đệ đó, ta chưa bao giờ thấy ai ngu như Lương Sơn Bá đó. Tại sao vậy? Trời đất ơi, chút bên đài giả trai mà Lương Sơn Bá không biết, ở với nhau mấy tháng trời không biết là con trai con gái nữa. Ta nói thiệt đệ nha, chỉ cần đi nghe một cái thôi là ta biết là con trai con gái rồi đó. Thiệt không Quỳnh? Quỳnh coi đệ mà nghe. Tướng này không phải tướng con trai rồi. Trời ơi, nếu không phải là tướng con trai vậy là tướng con gì? Tướng con bóng. À. Bóng như vậy thôi chứ. Nè, còn nữa. Người ta đó, mặt phải thon thả, đẹp đẽ. À. Mặt có đệ là trời ơi, bự chồng quạm như vậy là sao mà con gái được. Muốn giặt nhiều quá. Dai nè, dai phải dai suông vậy mới đẹp. Con đệ dai ngang tràn nè, vậy sao là con gái? Ôm vô một cái, để thử coi. Thấy giờ rõ nè. Con gái ôm vô một cái nó phê gì đâu, ôm để gì đâu. Ủa gì vậy? Đợi nha, còn nữa. Đàn bà con gái có một cái hơi thở thôi, rất đặc biệt. Chỉ cần người ta nghe cái hơi thở thôi đó hả, là biết là con gái rồi đó bạn. Hơi thở hả? Quỳnh ơi, hử đệ nè. Sao? Đi xúc miệng đi. Sơn Bá là chuyện xưa tích cũ, đọc để mà làm gì, có lợi ích chi không? Mới nói là thằng ngu. Ôi da, tự nhiên cứ ngu cả. Ngày mai tôi phải đi về quê cách xa nghìn trùng, tình này chôn kín trong ruột gan, nó đau tùm lum. Đừng khóc lóc, bệnh thì uống thuốc sẽ được mau hết bệnh. Về quê đi, có khi đầu năm tôi sẽ tìm tới thăm, để có biết tôi quyến liên tình ta bốn đứa đạo nghĩa kim bằng. Nào hay đâu, giờ thì chia tay. Hai người lời đã hứa, chúng tôi chờ mong hai anh từng phút giây. Lời đã hứa chẳng bao giờ quên trong đời từng phút giây. Bay như hai thằng bóng. Ông quá trời quá đất là tôi đã nói ông rồi. Nói ít ít lại giùm tôi một chút xíu. Ông đừng có ra cái quán rượu. Ông nói tầm bậy tầm bạ gì con gái tôi. Con gái tôi đó hữu xạ tự nhiên hương. Mà sao? Không cần, nó muốn lấy chồng là nó lấy, nó không có ế. Tại sao không có đi riêu ra tùm lum la cho người ta cười vậy? Ông nói tôi nghe coi. Bà này cũng kỳ, bà làm gì bà cự nữ tôi như vậy? Nếu mình không đi quảng cáo, mình không cho tao biết làm sao biết con gái mình về đây để người ta đem lễ vật tới cưới hỏi con gái mình. Bởi vậy tôi nói cho bà nghe, tôi có dạ. Gì vậy? Vậy? Trời ơi, mày giả trong họng tao vậy? Dạ. Chuyện gì vậy con? Dạ bẩm ông, ở ngoài kia có một người là Lý Tướng Quân và một người là Tạ Nguyên Soái, xin muốn gặp ra mắt lão gia. Dạ, bàn chuyện hôn nhân. Đó mà thấy không? Nếu tôi không đi ra quảng cáo làm sao có người ta tới cưới hỏi con gái mình? Ông giỏi, ông giỏi. Con ra mời nhị dị vào. Dạ. Mời vô đi con, mời vô. Trời ơi, hên quá.
Dạ xin mời. Trời ơi mâm vàng, mâm vàng. Chào. Dạ. Dạ xin chào, xin chào. Dạ ơi vàng. Trời nặng quá. Dạ con là Tạ Tiểu Sinh. Vậy à? Dạ, còn con Lý Tổng Quản. Trời Tạ Tiểu Sinh Lý Tổng Quản. Chào lão quá. Thôi bây giờ cứ vô này á. Dạ. Hàng như vậy uống cái gì, dùng cái gì, trong nhà tôi đủ thứ nước hết trơn à. Dạ. À, nước trà có dạ. Nè, cà phê sữa đá cũng có, cà phê đá cũng có. Nghĩa là nó giống tất cả là cà phê cứt trùng, cà phê loại thượng hảo hạng. Dạ. Dạ. Vậy cho con ly đá lạnh. Ôi ly đá lạnh gì á. Dạ, còn con với công tắm. Dạ, con nhận. Công tắm để tôi kêu sao. Dạ. Giờ uống trước nha. Dạ. Con vô làm cho công tử này một ly trà Thái Đức cho ngon nha con. Dạ. Còn cái vị kia đó này, ôi cho một cà phê sữa đá. Dạ. Lấy cà phê thượng hảo hạng chút trồn nha con. Dạ, dạ con ở nhà. Con ông uống gì ông, con cho lão gia ly chè ba màu. Dạ. Đi đi con, đi đi con. Trời ơi, trời. Dọn gì vậy? Dạ, dạ. Dĩ cơ mời con Dĩ ngồi. Dạ, dạ. Bây dạ. giờ mình cứ việc vô đề. Chẳng hạn Dĩ đến đây nè, có chuyện gì cứ nói cho lão nghe coi. Dạ, kính thưa lão, bá. Hôm nay tụi con tới đây là báo tin vui mừng giữa hai họ. Họ Hoa và họ Tạ đó mà. Dạ. Dạ. Dạ, thiệt ra thì hai gia đình họ Hoa và họ Tạ đã có thâm tình từ lâu. Dạ. Có thâm tình? Dạ. Ủa tại sao tôi không biết vậy cả? Dạ. Không có chỗ thâm tình gì đâu mà. Dạ có chứ. Có à? Dạ. À, tụi con đã từng rất là gần gũi với nhau cả ngày lẫn đêm đó mà. Vậy hả? Dạ. Tụi con còn ăn chung một mâm, ngủ chung một giường. Hả? Trời ơi. Ăn chung một mâm, ngủ chung một giường. Nghe qua như lửa cháy, trời ơi như dầu sôi đổ trong. Dạ đổ đâu đâu bác? Dạ đổ trong bắp dê. Lắm lắm à. Dạ. Trời ơi tại sao có chuyện này? Bình tĩnh dạ. Bà bình tĩnh. Bà bình tĩnh đi. À, hôm nay nhà Tạ Sinh sẽ dẫn em gái tới để mà gả cho nhà họ Hoa. Nữa một cái chuyện kỳ cục nữa. Tôi già cả gì gả cho tôi làm cái gì? Dạ, đó, lão bá đừng có hiểu lầm. Chứ sao? Không phải là gả cho lão bá mà là gả cho Hoa Mộc Lan. Dạ được. Đúng vậy. Gả Hoa Mộc Lan. Dạ. Trời ơi kỳ cục nữa. Con Hoa Mộc Lan làm sao mà trời ơi thôi được rồi. Hoa Mộc Lan ơi, Hoa Mộc Lan mày ra mày giải quyết cái vụ này. Trời tao điên rồi, tao điên rồi. Hoa Mộc Lan ơi mày ra đây. Ủa sao kỳ vậy? Sao kỳ? Tại sao Hoa Mộc Lan mày rồi con là ai? Ai biết đâu nè. Thôi Lý Quỳnh ở đây, Lý Quỳnh nghe đi. Để tôi ra tôi coi nhỏ em gái tôi nó làm sao rồi. Cái gì kỳ? Dạ xin chào Lý Huynh. À, xin chào Hoa. Ê. Ê. Tại sao giọng của Hoa Mộc Đệ mà là à, thì ra đây là Hoa Mộc Lan giả trai đó hả Lý Huynh à? Tới bây giờ mà Lý Huynh còn làm bộ khờ khạo giống như là Lương Sư Bá nữa hay sao đó hả? Ê, đừng nói vậy mà, ta không khờ khạo đâu. Thì ra đây là Hoa Mộc Lan giả trai đi tùng chinh. Ngày xưa đó chúc anh Đài yêu Lương Sơn Bá, còn bây giờ Lương Sơn Bá thì như thế nào đó hả? Ê đừng có nói vậy chứ, bây giờ ta còn hơn là Lương Sơn Bá chúc anh Đài nữa đó nha. Lý Quỳnh. Lý Quỳnh ơi, Lý Quỳnh ơi, Lý Quỳnh ơi, em gái con Tài Hạ đã vô tới rồi mà. Trời ơi mấy tháng rồi vẫn còn mặc bộ đồ màu vàng vậy hả? Không chịu thay đi. Không có biết gì hết, cổ đang để dành tiền để mà trồng răng đó hả? Hả? Vậy à? Trồng răng xong rồi nhớ đi thanh toán cái một ruồi đi đó nha. Từ từ sắp lấy chồng rồi mà nhõng nhẽo hoài đó mà. Đứng yên đi. Ủa đây có phải là chào Tạ huynh? Sao lại là giọng nói của Hoa Hiền Đệ chứ cha? Đây là Hoa Mộc Lan giả trai đi tùng chinh đó mà. Chèn đét ơi, hồi xưa giả trai nó xấu quá à. Bây giờ con gái sao mà đẹp dữ hen. Cảm ơn hả? Không có gì, không có gì. Ủa vậy rồi em gái của Tài Hạ sao đây chứ hả? Thầy 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 chưa anh hai. Người ta gạt em kìa anh hai. Người ta nói đi dạy ngủ về rồi cưới em. Rồi giờ lò đó là con gái giờ. Bây giờ sao đứng vậy? Qua đây để Quỳnh tính cho. Lý Quỳnh bây giờ tính sao vụ này đi Lý Quỳnh. Tính làm sao bây giờ? Bây giờ cô là con gái rồi làm sao bây giờ hả? Hôm nay ta nhất định là phải. Ta phải. Muốn tính cái gì á? Thì kiếm xíu mại nè. Đó. Đó có xíu mại. Xíu muội. Xíu mại bây giờ nhìn thấy giống bên bao quá. Xíu mại bây giờ vậy đi hả? Trời ơi. Bây giờ ai cũng có đôi có cặp hết trơn rồi, không ai thèm chơi với em hết trơn á. Nhìn đi nhìn lại.
tại vì có mình anh béo phì là thương em thôi. Thôi em thèm chơi anh hai nữa đâu, em đi kiếm béo phì đây. Trời đất ơi, tôi lại ăn hổng quýt mới kìa. Ai, ai, ai cho phép mấy người ôm nhau? Để tao ôm. Trời ơi trời, hôm nay ngày lành tháng tốt để cho tao tác thành duyên nợ cho bốn trẻ. Cảm ơn cha. Được rồi, đứng yên đó. Đoàn múa lâm đâu, chuẩn bị múa.